Hai mọi người, hôm nay thím là giới thiệu với mọi người một cái món rất là dân dã đây. Đó Hôm là trước cô bên kia gỏi bông về điên điển, không có tép mặt cháu. mà Thì cái món này hôm rất nay là có dễ làm nha, mọi người cùng theo dõi. Mấy anh có thể học kho cá theo kiểu như vậy nè. Tất cả các nguyên liệu là bỏ vào hết, rồi sau đó là để lên bếp cho lửa sôi liu riu. Khi đó cá chín rất là ngon mà không quá khó. xoài này nó chín là ở giữa ruột nó vậy nè chứ không phải nó hư đâu, nó ngọt dữ lắm ở giữa. Chị xong để khóm nó bánh cho mấy đứa ăn với Để có món gỏi điên điển ngon thì mọi người cần phải có củ hành sắc mỏng nha, rồi có đường, muối, rau răm, tép, tép này gọi là tép cháu á, rồi chanh nè, rồi ớt nè, và tỏi phi cùng một ít đậu phộng nha. Và các món gỏi thì thường ăn kèm với cá kho hay thịt kho nha mọi người, rất là ngon. Chúc mọi người ngon miệng. Please subscribe and follow my channel. Thank you.